Chào mừng tất cả quý khách hàng. Nhận được rất nhiều câu hỏi của anh chị rằng là với khoảng tiền 600 triệu đồng và hơn 600 triệu một chút thì chúng ta sẽ lựa chọn một chiếc dòng MPV 7 chỗ ngồi, đó chính là chiếc Toyota Veloz Cross, hay chúng ta sẽ lựa chọn một chiếc xe Toyota Vios 5 chỗ ngồi dòng xe sedan. Khoảng tiền thì nó sẽ xem không hơn nhau nhiều đâu anh chị ạ. Ví dụ như một chiếc Vios 1.5G giá niêm yết là 592 triệu đồng. Trong khi đó một chiếc 1.5 CVT của phiên bản Veloz Cross sẽ là 658 triệu đồng. Nếu mà Veloz mà giảm đến 58 triệu thì sao ạ? Thì nó sẽ chỉ còn có 600 thôi. Ví dụ như thế đúng không ạ? Tiếp tục nào, Vios hay Veloz thì cũng đang đều nằm trong đợt xả kho giảm đến 100% thuế trước bạ mới nhất hiện nay. Nhưng lựa chọn mẫu xe nào cho phù hợp, trong clip mới nhất ngày hôm nay chúng ta sẽ dành ra đâu đó khoảng 2-3 phút thôi. Văn Hội sẽ chia sẻ nhanh cho anh chị rằng là cái nào mới là phù hợp với từng anh chị. Xin mời anh chị. Nói đến Toyota Vios, nói đến sự bền bỉ, lì đòn, một cỗ máy lì lợm, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, Toyota Vios thì chúng ta sẽ có đến 3 tùy chọn. Vậy là gì ạ? Cái lựa chọn phiên bản số sàn còn rẻ nữa cơ, chỉ có 479 triệu đồng. Trong khi đó người Anh 1.5 ECVT sẽ là 528 triệu đồng và phiên bản 1.5G của Vios là 592 triệu đồng. Để xem rằng là Vios sẽ có những cái điểm mạnh gì. Thứ nhất, đó chính là dòng xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ 1.5. Thứ hai, đã được chứng minh qua nhiều thời kỳ rồi, từ những năm 2000 trở lại đây rồi, hơn 20 năm ở thị trường Việt Nam. Thứ ba, sedan thì chúng ta sẽ cho khả năng êm ái, yên tĩnh. Thứ tư, di chuyển sẽ linh hoạt. Và thứ năm, cái khoang hành lý sẽ tách biệt với khoang hành khách, không có những cái mùi đúng không ạ. Và thứ sáu là tài chính thì sẽ rẻ hơn Veloz một chút xíu, rẻ hơn một chút xíu. Trong khi đó nếu lựa chọn 1.5 số sàn và 1.5 ECVT thì rẻ hơn đến hàng trăm triệu đồng rồi. Ưu điểm nhiều như vậy thì có nhược điểm gì không? Nhược điểm chắc chắn rồi, so với xe Veloz thì chỉ chở 5 người thôi, không thể chở 7 rồi. Ưu điểm nữa là gì ạ? Xe nhiều như vậy rồi thì xe cỡ nhỏ thì có những cái điểm là tầm nhìn. Sedan thì tầm nhìn không thể tốt bằng dòng MPV rồi. Tầm nhìn của MPV cao, gầm cao hơn mà. Gầm của Veloz tận 205, gầm Vios là 133. Đó. Nhưng Vios thì quá nhiều ưu điểm rồi đúng không ạ? Tiếp đến nào, Veloz. Veloz thì có ưu điểm gì nào? Anh mới quay, cứ quay chéo chéo ra đây đi để chúng ta ngắm nhìn cái sự rộng của dòng 7 chỗ đi. Veloz trước tiên là 658 triệu đồng bản CVT và 698 triệu đồng cho phiên bản top. Ở phiên bản top, nói nhanh anh chị nhá, phiên bản top hay là phiên bản Vios G thì đều, cả hai đều trang bị hệ thống Toyota Safety Sense, phanh tự động rồi, có nghĩa là an toàn là ngang nhau rồi đúng không ạ? Thế thì Veloz sẽ hơn là 7 chỗ ngồi, gầm cao, bảo hành 5 năm, cũng trang bị khối động cơ 1.5 nhưng kết hợp hộp số DCVT vô cấp. Những ưu điểm là chúng ta sẽ chở nhiều người, chi phí ban đầu thì thấp và sẽ tiết kiệm nhiên liệu, sẽ rất tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhá. Và lốp to đi bám đường đây. Anh ấy quay tiến gần hơn để thấy cái lốp rất to đi bám đường. Đó. Ngoài ra thì Veloz còn hỗ trợ cam 360 này, hệ thống camera 360 độ, đèn cũng sẽ là đèn LED, Vios thì đèn bi LED, còn Veloz là đèn giải LED như thế này. Xi nhan tuần tự, cam 360, cụp gương tự động. Vậy là Veloz cũng sẽ có rất rất nhiều những cái điểm mạnh, như là dòng MPV 7 chỗ ngồi. Với 7 chỗ ngồi như thế này thì chúng ta sẽ gia đình, hoặc là chúng ta có làm dịch vụ hay đi công việc thì sẽ rất là hữu ích và tiết kiệm nhiên liệu. Đó chính là chiếc xe Toyota Veloz đúng không ạ? Chúng ta sẽ quay một vòng đi ạ. Chúng ta sẽ quay một vòng tròn luôn, ngắm nhìn một vòng tròn một chiếc xe Veloz 7 chỗ ngồi MPV. Bên trong nội thất này, anh chị cho anh chị ngắm luôn này. Veloz thì không chỉ có hơn ở bên ngoại hình đâu,
Ở bên trong thì chúng ta còn có thêm hệ thống cục gương điện tự động này. Chi tiết thứ hai đó chính là hệ thống đèn AH tự động dương pha này. Chi tiết thứ ba là sạc không dây này. Chúng ta sẽ bật chìa khóa lên nhé. Sạc không dây này. Chi tiết thứ tư là phanh tay điện tử kết hợp auto hold này. Vios chưa có đúng không ạ? Thứ năm là màn hình có cam 360. Vios chưa trang bị đúng không ạ? Giải đèn LED. Giải đèn LED này. Tiếp tục nào. Vâng, và có hai chế độ lái, driver, power, eco. Power eco normal, vậy là lên tận 3 chế độ lái cơ. Đèn xi nhan tuần tự này. Đây tổng quan này, anh mới quay chéo này. Đây, đằng sau nhá. Tiếp tục đằng sau này. Chúng ta sẽ quay đằng sau này. Quay sau lên này. Đây. 7 chỗ. 7 chỗ ngồi. Rộng rãi. Tổng quan đây. Trước ra sau đây. Sau ra trước đây. Nhìn rộng rãi. Bề thế đúng không ạ? Tiếp tục nào. Chúng ta có gì nữa? Ở phía sau này. Cốp này. Vậy là Veloz thì có đến 7 chỗ ngồi, nhưng cái khoang hành lý thì lại sẽ liền ở đây luôn. Trong khi đó Vios của chúng ta thì quay như thế này là anh chị có cái sự so sánh. Đúng không ạ? Quay như thế này là anh chị có sự so sánh là chúng ta sẽ lựa chọn cái gì. Đúng không ạ? Vios 528 lít, cái khoang hành lý nó độc lập. Khoang hành lý độc lập luôn nhá. Đó. Trong khi đó Veloz đây. Veloz thì điểm mạnh lại là được 7 chỗ ngồi. Đó, tiếp tục này. Ở phía sau này, Veloz có một cái giải đèn hậu căng ngang này. Veloz thì sẽ là trung đường trường 5 lít mốt. Vios là 4,67 lít. Chênh nhau một chút, không nhiều đúng không ạ? Nhưng chờ được 7 chỗ, rộng rãi. Gầm thì cao. Gầm rất cao nhá. Đây, em quay nhìn đây. La răng lên tận 17 inch này. Lốp to. Bên này, các chị nhìn này. Rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn. Bảo hành lên tận 5 năm. Vios này, chúng ta quay sang Vios đi. Quay sang Vios. Quay nhanh Vios luôn. Vios khoang hành lý rộng vậy rồi thì lại có cái mở cái hàng ghế sau gập thông được. Cực hiếm sedan trong phân khúc mà có cái tính năng này. Đây, mà ghế sau lại có cái phần ngồi rộng. Trần cao lắm. Vios nếu mà quay dưới này, trần rất cao. Để nói ngồi Vios có khi là ngồi rộng hơn rất nhiều dòng xe khác. Bên trong đây. Đó, Vios thì nó thiết kế thuần túy rồi. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Vậy lựa chọn mẫu xe nào? Văn Hội sẽ tổng kết cho anh chị. Sẽ có những cái ưu điểm khác biệt riêng. Nếu gia đình nhu cầu sử dụng mà chỉ dưới 5 người và muốn một cái không gian chứa đồ độc lập, chi phí ban đầu rẻ hơn một chút, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, thì Toyota Vios chính là một lựa chọn thông minh cho anh chị. Trong dịp này, Vios đang hỗ trợ đến hơn 100% tiền trước bạ, tặng bảo hiểm, tặng phụ kiện. Giá lăn bánh sẽ còn rẻ hơn cả giá niêm yết. Chi tiết anh chị hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới và hỗ trợ cả trả góp 0%. Trong khi đó, Toyota Veloz Cross sẽ có những ưu điểm là dòng xe 7 chỗ ngồi, xu hướng hiện đại, gầm cao, tầm nhìn thoáng, khoảng sáng gầm, thoát gầm rất tốt, cũng như động cơ 1.5 hộp số DCVT vô cấp, tiết kiệm nhiên liệu, gia đình, đông người, sử dụng nhiều chỗ ngồi, Toyota Veloz chắc chắn sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Và để nhận báo giá cũng như hỗ trợ đến 100%, hơn 100% tới các bạn của Veloz, bảo hành 5 năm, trả góp 0%, anh chị hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới. Và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video chia sẻ cập nhật bảng giá nào. Kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.